Thưa các bạn, lúc này là 9:15, ngày 26 tháng 5 năm 2020. Tôi ghi một số hình ảnh để các bạn xem nhé. Đây là một khu phố tương đối yên tĩnh. Trước mặt tôi là một trường học. Một trường học tư nhân. Thế vào cái giờ học cho nên là sân trường nó vắng vẻ. Thế ở khu vực này có một cái chợ xếp, chợ nhỏ. Cái chợ nhỏ, cái số người đến bán hàng loáng thoáng, không có nhiều người đâu. Đấy, họ bán rong, bán chuối xanh, rồi là bán cá. Đấy, bán thịt đi rong. Bán vải hoa quả sáng thì tốt tươi ngon. Chào hai bác chị. Đây là một trạm y tế của phường. Cái công ty môi trường đô thị họ đang đi chặt tỉa các cái cành cây đấy, nó vướng vào đường dây điện. Các bạn nhìn thấy là có cái người công nhân, người ta ngồi trên cái đầu của cái cần cầu chuyên dụng đấy để đi cắt tỉa, chặt tỉa các cái cành bàng đấy, nó vướng vào đường dây điện. Cái mùa mưa bão cái cây nó hay bị gãy đổ, nó làm ảnh hưởng đến cái đường dây điện, đường dây điện chiếu sáng, rồi giờ là điện thoại. Đây có thể nó gây tai nạn cho những người mà qua lại dưới khu vực các cây xanh. À, đây là của công ty điện lực. Đây, những công nhân công ty điện lực mặc áo màu da cam đây. Thế và có cái xe cẩu chuyên dụng để làm việc trên cao đó.
đi chợ họ bán cả rau lấp để cho gà. Bây giờ thì hình ảnh đẹp. Vào ảnh đẹp tuyệt trần đấy. Đấy, các hàng hoa quả này. Quay 23 đang ngồi buôn. Giò chả, vâng, đang giò chả. Mua mang về rất tiện lợi cho cái mùa phòng chống dịch Covid. Đây là cái cây hoa rất đẹp. Em bảo đây là một cái cây hoa mà của Nhật Bản. Nên nó trồng ở tại Việt Nam nó cũng rất là thích hợp. Lá xanh mướt hoa vàng đẹp.